chào các quý vị khán giả thân thương và những người đã follow yêu quý chúng em cả năm qua luôn. Hôm nay là ngày cuối năm, là hai vợ chồng em sẽ đi chơi nên cố gắng phải quay video clip để cho mọi người có lượt theo dõi, là share và nhớ subscribe kênh YouTube của tụi em nha. Nhiều khi những cái này là kỷ niệm thôi, nhưng mà tụi em cố gắng để quay cho quý vị khán giả xem. Thank you for watching all the time. Hello, xin chào cả nhà. Bây giờ gia đình mình đã tới Hilton, khách sạn Hilton đang đi coi ca nhạc. Có ca sĩ Như Ý, ca sĩ Khang Việt và ca sĩ Nguyễn Khang và ca sĩ Đồng Lan. Ở đây là cái chỗ chụp hình lưu niệm 223. Thank you.
Yeah.
thấy hoa lẻ ở bên này đào bên kia. Anh không hề muốn những chuyện tình yêu chúng ta đã có những giây phút rất buồn đã đến với nhau trong sự lặng im. Thế bây giờ mình đến cách xa trong im lặng.
Thật quá à. Bây giờ chị lời rồi. Chị tưởng show chị lố rồi, bây giờ em
nói là bầu show là không có được không được đi thi, thì bây giờ là người khác mới được đi thi, nên là rất là cảm ơn Philip Huy. Điều đặc biệt nhất cho các quý vị ở đây tham gia show của chị Dương Lan là sẽ được giảm 50% lên lầu 2 mua kim cương, các loại trang sức. Cứ nói chị Dương Lan là sẽ được giảm. Và quý vị cứ mua 500 sẽ được giảm 50 đồng nữa, ngoài cái discount 50%. Em nhớ chị về tên tiệm và số của... Trong lầu 2, Phúc Lập Thọ là BJ Jewelry. Quầy số 226, bút số 10, quầy số 50% nào. Gặp nhiều người đẹp quá quên rồi. Bây giờ thì cái giải thưởng này thì ban tổ chức sẽ chọn 5 người finalist, và quý khán giả cũng sẽ từng chọn 5 người lên đây, và 10 người trong 10 người đó sẽ có 2 người, đúng không em? 2 người, có 3, sẽ có 3 giải. Giải giá trị nhất là đôi khuyên tai và kim cương trị giá 2.000 đô, và hai giải phụ là mỗi giải 350 đô. Thì bây giờ bốn người chết, chắc còn một giải phụ nữa. Vậy bây giờ năm người mình sẽ mỗi người mình chọn một người đi. Các chị nào có muốn lên thì cứ đứng sẵn nha, xuống là sẽ lên. Người thứ hai mà chăng? Người thứ hai mà Trang muốn mời lên là ok, không, anh chọn rồi, anh chọn Cherry. Tại vì anh rất thích cô bé này. Anh đang xuống dốc tận nơi. Anh đang xuống hiểu em. Người này là được hân hạnh lắm nha. Hồi hộp quá, anh đi đâu mà xa thế? Đi nhớ quay lại đừng đi luôn nhé. Ôi anh đi ra ngoài luôn. Rồi, anh đưa một người đẹp vào. Bạn hẹn Xin hãy chị, đây là con hồ, nó còn gọi là ca sĩ thiên thảo của Orchid Band. Em xin phép được chọn một người nữa. Yeah. Và bây giờ thì đến đây, một người đã để TV nhìn thử xem rồi, để thấy ai cũng đẹp hết à. Vâng. Rồi. Có cái stress nhưng mà... Vâng, TV xin mời Jin ở bàn số 9. Mời chị lên nha. Còn 5 người do khán giả lựa chọn. Thì bây giờ tụi em lên ra. Tại vì Trang nói là mà không muốn mất thời gian, thì bây giờ mình lên mình tự dắt thôi 5 người. Thì anh Nam dắt cho em thêm hai người đi anh Nam. Em cũng dắt thêm Emily. Ở đâu bà có suggestion thì giơ tay lên nha. Người đẹp ấy nè. Nia lên Nguyễn. Cậu chết. Chói quá. You have to get off. Ngồi chết. Xin mời Nia lên. Dạ em muốn chọn. Em muốn mời chị Hằng. Chị Hằng là cái người mà... Chị Hằng, xin mời hậu Diễm Hằng. Dạ, chị Diễm Hằng đã rất là có tâm và mất nhiều công sức cho cái fashion show ngày hôm nay. Và chị Hằng cũng là một người đẹp mà bất kể xuất hiện lúc nào cũng trong trang phục rất là đẹp. Em mời chị Hằng ạ. Chị Hằng lên lầu rồi.
Đây mình chọn là con thủ chưa? Cô áo trắng hả? Dạ cô áo trắng, bây giờ mình xin nói là cô giáo, xin mời cô áo trắng. Vâng, bây giờ em xin cho microphone cho anh Nam để anh Nam announce mình announce second method trước không cha? Dạ vâng. Rồi em sẽ announce first đúng không? Và the third winner is anh Nam vẫn đang suy nghĩ. Cô nào cũng đẹp hết nên đang giám khảo. Bấm một chỗ tay thật lớn được không ạ? À? Để cổ động tinh thần ban giám khảo. Anh giám khảo suy nghĩ rất là kỹ mà chưa biết chọn ai. Chị nói là thực sự rất là bất ngờ, tại vì ở đây ai cũng là cũng đẹp. Thực sự là rất là đẹp, nhưng mà bây giờ sao cái nhiệm vụ này vô cùng khó. Nhưng mà thôi cũng cứ liều. Liều nhiều. Giải thứ ba là anh Giang nhận một cô là đây đi, anh đang tạo đi. Anh đang bối rối quá. Rồi, anh vẫn chọn cái cô của anh. Vâng, và giải thứ ba, ở trên nói cả trang, trên ở nào giải thứ ba rồi chị ở nào giải thứ nhất. Giải thứ gì? Dạ, ok, em chọn cô của em. Sorry. Vâng, và như em thì được quyền thay number one thì như em xin mời một tràng vỗ tay cho nữ ca sĩ Như Ý. Vâng, xin Philippi trao trả cho ba người. Và Kim đã chuẩn bị quà cho mọi người. Vâng, và mỗi người đều có quà hết ạ. Nhưng mà xin ba người này sẽ được diamond. Cho em xin được nói một chút xíu là hôm nay đi hát, đi diễn show. Nhưng mà không ngờ là tự nhiên em đang ngồi như kia, chị Như Lan kêu lên đây surprise quá. Và tự nhiên là được chính chị trao cho một cái giải mà kim cương nữa. Tự nhiên thấy thì là mình vừa may mắn vừa bất ngờ. Tại vì em thấy là hôm nay tất cả những người phụ nữ được mời lên đây đều ai cũng đều xứng đáng, không quý vị? Đúng rồi. Ai cũng đều xứng đáng hết. Thực sự là cái giải này đối với Như Ý là Như Ý cảm thấy mình quá quá may mắn. Và xin cảm ơn chị Như Lan rất là nhiều. Thank you.
Hãy subscribe.